Dạ, cái bà nói cái ghét lắm. Năm nay cô bị sao cái bà sập túi coi chừng ôm gọa. Trời ơi, cô trẻ tàn nát. Trời ơi, vậy chứ. Mấy ồn con chưa nghe. Ê, coi chừng cao quá bà uống không được đâu. Bồng số không ơi, cao lắm. Ờ, đúng rồi, đó cái đại này nè, đó. Đại này nó tình cảm nè. Đại này nó tình cảm nè. Cá kìa. Anh cá quá trời. Rùa ba kìa. Rùa kìa. Đi vô nãy, vô nãy, vô đây cúng. Đò hạnh nha, đò hạnh nha. Nhớ đò hạnh nha, khác đò là tao không cho lên đâu. Đó, đây bán đồ đồ lam chứ không phải đồ xám đâu. Đó, đồ lam thì sướng quá trời, thì lát da tôi có cà tề vậy. Ôi, nó là đẹp quá vậy ta. Nè, cái đó, Tuấn Nguyễn đổi, Tuấn Nguyễn. Đẹp mà. Đông. Ở đây người ta ngồi nghỉ ngơi rồi quá trời đông. Bánh chân nướng. Ôi ôi, món này thích lắm nè. Rồi đó đủ luôn, chỗ này cũng thích ghê rồi. Đầy đủ món ăn chơi hết. Bánh khọt. Rồi vô tới chùa rồi. Nguyện văn hải lý cũng một chương hải lý cũng như là một pho sư mang vào từ Phật Bà Quan Âm mà. Dạ mời quý cô chú thắp nhang ở đây ạ. Dạ tên gì con? Cúng dường xi măng làm tượng tên gì con ơi? Cầu an cúng sao thăm tai dạy hà. Cúng chùa tùy tâm công đức. Phật tử cúng dường là xi măng làm tượng Phật Bà Quan Âm. Cúng dường cúng chùa. Gia đình Phật tử nguyện kim nguyên tự thân tự ti nguyên cũng qua lại kêu gọi của chùa nên quy góp phần công đức cúng dường cho chùa. Phật tử nào có ghi tên cầu an cầu siêu cũng sao tâm tay dễ hạn đăng ký tên tuổi của mình để quý thầy làm sớ cúng Phật tử ngày hôm nay của mình để quý thầy tự ý tự thần và tâm tay Phật tử cúng tâm tay thân quý thầy cúng được chùa thì tâm công đức thật sau khi lễ Phật thầy là xi măng ngày hôm nay. Mời quý Phật tử vào đốt nhang lễ Phật qua lễ bà châu đốc đi tham quan các tòa xi măng làm từ Phật Bà Quan Âm cúng dường chùa tùy tâm công đức tự thân tự tý tự thần là tâm tay Phật tử cúng tâm tay thân tý thần cúng dường chùa tùy tâm công đức đây là xi măng làm từ Phật Bà Quan Âm cúng dường chùa tùy tâm công đức tùy thân tùy tý tùy thần và tâm tay xi măng để tại tượng Phật và tùy tâm công đức cúng chùa xi măng quan công cái này lại bà cái này là quan chức có xin keo không xin keo vô đây xin nè chức có xin keo không qua đây xin nè đây đây nè chỗ bên đây là xin keo nè còn không vô trong cũng có chỗ xin keo nữa. Nè đây với ở trong kia nữa có xin keo đi đâu đi đâu học là mẹ ngủ ăn đây đây nó lấy ra kìa nó lấy ra kìa nó lấy ra kìa.
Rồi giấy đi chứ rồi thảy. Quăng cao lên. Trời ơi, chức quăng vậy làm sao được, quăng không đúng. Ờ, đó quăng vậy đúng á. Quăng cao lên. Xin gì mà không được gì hết vậy? Trời đâu rồi? Được chưa? Được rồi đó. Được rồi đó. Lại bà đi. Lại bà đi. Rồi nè. Chất. Cầm cái này nè. Cầm này lắc đi. Lắc ra một cây là mới đúng. Đó cây gì? Số nhiều. Để coi coi. Số này nhiêu ta? 52 chứ ơi. Rồi. Số 52. Cái này là được không ạ? Được rồi. Mặt hở mà được. Số nhiều. Giờ qua đây lấy xong à. Chất số 52. Ông cầm số 14. Bên kia, bên kia, bên kia. Đó. Tâm bò gì vậy? Kìa bên kia, bên kia. Xăm 52 hả chết. Rồi đọc coi. Đọc coi, đọc cái gì chứ. Đây đọc coi. Xăm chữ tao nhân đạn bác sĩ. Bác nhĩ quan phi. Anh đọc với anh. Ôi cái gì. Xăm hà hà, xăm xấu rồi, xăm xấu rồi. Hà hà là xấu xấu rồi. Hà hà. Trời thường thường xong tốt nè, số 72 xong tốt. Chất rồi. Chất rồi, chất xong xấu. Ờ, bà là hà hà. Cho nổi hả? Năm cho nổi 50 lên quá. Sao thấy bạch trời, năm nay dưỡng sao có bạch 3 năm rồi. Dưỡng lại nữa hả? Đúng rồi, đúng rồi con. Bạch tuổi hết đó hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao xấu? Rồi bây giờ bà ra bà lắc lại bà xin lại. Bởi vậy mày kêu ta vô ta xăm là ta không muốn rồi. Dây kỳ họ. Thôi chứ bấm nóng giờ ra xin lại coi. Ra xin lại đi. Vậy thôi. Gặp tôi xẻo rồi. Mãi tao không xin rồi tụi bay kêu. Trời ơi giờ nó được. Chất rồi xăm xôi à. Đó, à, cô hỏi bà đó nói á. Bà sư ta nấu là cô sẽ ghét rồi. Cô là mặt mẹ mà. Sáng năm kia cô đã mở rồi. Nãy giờ kia kinh cô hoài. Chất hết giận chưa? Chúng tôi xin Phật tử để phụng sinh ban để làm được Phật.
năm mình xấu rồi mình chịu rồi chứ gì sao giờ. Chị Chất, chị Sương xin sao tố không? Xăm tố không? Cứ xin xăm không? Không rình hả? Ở đây đi chùa là ở chùa ngồi là chùa dọn cơm cho ăn. Cơm này là do chùa ăn không có tốn tiền. Ăn rất là ngon, chừng nãy ăn chén rồi. Xuân không ăn hả Xuân? Chị Kiều đi ra ngoài với anh Vinh rồi. Thả cá hả? Đâu thả cá đâu? Thả rồi. Thả rồi hả? Rồi để con ra ngoài coi. Chồng ở bên kia à? Thôi kệ nó đi, thả cá, ta đi ăn hàng. Đi ăn. Sau cái xui giờ là cái hên nè, đi ăn hàng. Đã bốc rồi, chuối còn bốc. Công trình ta đi chỗ, ta sợ mấy cái vụ ra lắm á. Để lần sau á, bà sợ bà đừng có xin xăm. À chuối, chuối không à. Thì tôi hỏi bà. Tao vào đây nè. Bên kia, đi qua bên kia, có anh Vinh bệnh nữa. Bây giờ chồng cũng không cần nữa, tôi nói chồng bà ngồi bên kia mà không chịu qua với nó. Chồng cũng cần luôn là sao ta? Lát chạy ra hội ông làm rồi. Thì ông làm ở đây bán nhiêu bộ. Có rành đâu lên. Không em thôi bán ở đây. Trăm mấy á? Trăm mấy? Trăm bảy, trăm tám, trăm chín tùy theo loại vải. Để lát mua bộ. Bà mua bộ mà cục cục á chừng 100 ngàn được rồi. Mẹ chị mua này chị mua áo lát nhiêu bộ dạ. Em bà cho mà có dán bà đâu? Dán em tôi với chị má cho chui xẻo đi hết cái hên lại ngược lại. Lúc bà lôi tôi vô xăm bà coi á, tôi đào đầu tay hạ là tôi sợ rồi đó. Không giữ rồi dán cũng vậy thôi à. Rồi lúc bà cầm cái cây bà làm cầm ca đâu, nó rớt ra cây, bà tự làm chứ tôi có cầm tay bà không? Mẹ đó, bà coi quay quay ba lần chốt tôi mới đậu. Nè nó nè. Thôi có 52 không? Chứ ơi mua thảo dược về chứ ơi. Chút gì đâu ai không biết vậy hả? Chút mua thảo dược về uống kìa. Ủa hôm nay chùa sửa lại đẹp ghê lắm rồi. Ủa mà cái quả tàu á, hôm đi tàu. Giờ đi qua chỗ anh Vinh. Anh Vinh với chị Phượng đi qua chùa trước rồi. Bây giờ hẹn gặp bên đây. Giờ anh Vinh với chị Phượng đi chùa rồi. Bây giờ bắt đầu ra ngồi cái chỗ mà nghỉ ngơi ăn uống tí xíu. Rồi thả cá, anh Việt Kiều cũng mua cá thả rồi. Nãy không có quay kịp. Vậy là có bậy nhắc nó nha. Rồi có đăng ký nha chưa. Đi xa kìa. Sao vậy ta? Áo ba. Áo lam. Lam kìa. Khỏi đi lam. Ủa trước có bộ áo lam rồi mà nè. Có màu nâu, kiếm màu đỏ cà tê nữa đó. Màu đỏ hả? Ở đây là chỗ nghỉ ngơi không? Mua đi bán đi chùa, ta thấy như vậy ta mua cho em. Ngồi đây mà ngói sông Đồng Nai đẹp rồi. Ngồi đó,
đây bán đầy đủ hết á. Nhậu ở đây cũng được, cá lăng, cá lết, cá lưu điều hồng, quán đầy đủ hết á. Tết là trốn quá trời, giờ mới gặp lại à. Hai con heo nằm đây. Bánh cá chép màu 80.000 con à, bự trình bành luôn. Ở bên đây nó bán bịch có 20-30 ngàn à, bên kia nó bán bịch 50 rồi. Đó, bên đây nó bán rẻ lắm, không chịu mua ra đây mua. Mua hai, mua bán cá chép bầu có 80.000 con à, bạn nó bán 200-300 ngàn. Ờ. Cái đồ mình qua nó để 300 ngàn. Năm nay là bị sao thấy bạch là cái tuổi chứ không phải là cái sâm. Người ta giải cái tuổi mình á. Đó, nó ta bị sao thấy bạch. Thì năm nay trước là bị sao thái bạch là đúng rồi, cái tuổi trước. Tuổi tức tuổi tuổi cọp là năm nay bị sao thái bạch. Cái này con mèo. Mày ngu vậy. Cái này con mèo, cầm tay tao qua rồi mẹ hỏi ông Vinh coi, cái này con mèo. À, mày chuối cái vô xăm giờ mày nói như vậy hả chó. Con mèo ấy nó nói con mèo là nó hơn, cho nó còn xui là sao? Cái tuổi của bà là tuổi còn tuổi sao thái bạch, ta không có con cái sâm. Cái Nico đó không có cầm cái sâm bả mà coi, mà cái coi cái tuổi của bả. Cái sâm tự nhiên xong rồi cái sâm mình cái sâm bả mình chưa kịp coi vô. Đi phơi đi. Đi phơi ghê em ơi. Chị chết uống gì kia. Dạ cái bà nói thôi con nước suối. Dạ cái bà nói cái ghét lắm. Năm nay cô bị sao cái bạch sạch túi coi chừng ôm gọa. Trời ơi trẻ tàn nạt. Phải vậy chứ có nghe lầm không vậy? Mấy ồn con chưa nghe gì luôn á, gì chứ nghe dữ vậy. Trời ơi nghe mày hỏi bà ơi. Người ta nói ta giải mà mình coi là cái chuyện của mình tự nhiên mình vô chuyện của mày. Ủa nè cái rồi. Ủa đâu má này giành được cái giọng nữa vậy. Trời ơi lẹ quá vậy. Cà phê đúng rồi. Đi bà đừng có giải, từ anh bà xin rồi bà về bà giải đi. Không phải là giải cái xăm, đâu có đưa xăm cho người ta giải. Nhưng mà bà là cái tuổi. Cái tuổi của bà là thuộc sau xe bạch. Chị hiểu không? Thì bà nói tuổi bà ra là tuổi dần. Rồi Nico mới nói là tuổi dần là bị sao thái bạch. Chứ đâu phải là giải cái xăm.